in. Hold on. Take it. One, two, let's get it. Nấu chín rồi các bạn. Bây giờ mình đông vô chai, mình ngâm ở dưới nước cho nó mát uống. Đây là ngâm dưới nước nó mát lạnh luôn các bạn ơi. Nói chung là ở trên rừng là mình nên uống nước sạch các bạn. Mình ngâm xuống đây nó mát như nước đá vậy luôn các bạn. Yeah, thì cái chòi của mình ở bên kia các bạn. Đấy. Thì nói chung là giờ này thì nó khá là nắng, nói chung là sáng và lại là chiều nó sẽ mát, nhưng mà còn sơ sớ là nó sẽ rất là hanh nắng. Đó. Thì mình có bể mình chặt mấy nhánh cây á, mình chia lại để cho nó bớt nắng các bạn. Bây giờ trong quá trình rảnh thì mình sẽ chuẩn bị bữa cơm chiều cho nó hoàn tất các bạn, cho đỡ tối nó sẽ lu bu. Giờ có một mình đi là nên là mình nấu cái xoong nó hơi bé các bạn. Thì nói chung là đi một mình à, mình cầm cái xoong vừa đủ hai người ăn thôi. À, kiểu vậy. Ở chỗ kia thì mình có lao. Rồi, cũng có một bếp lửa đỡ tối mình đốt lửa các bạn. Còn nấu ăn thì mình có thể nấu ở ngoài này cho nó rộng rãi. Để nó mát nữa. Trong quá trình chờ cơm nó sôi thì mình sẽ làm kè nha các bạn.
cháy bốc quá luôn. Làm cái chè đậm mắm các bạn ơi. Chè đậm mắm này. Rồi, mình mời tất cả các bạn ăn cơm luôn nha. Đây nè các bạn. Đây có cơm này. Có kè này. Đó. Mời tất cả các bạn ăn luôn. Mình tìm được cái cục đá rất là bình luôn. Đó, mình leo cục đá này mình ngồi mình ăn rất là mát. Cục gió lồng lộng luôn các bạn ơi. Chào các bạn, buổi chiều vui vẻ nha. Thì sau khi ngủ được một giấc rồi bạn, thì chiều nó cũng mát rồi, khá là mát. Bây giờ thì mình sẽ tắm rửa, hâm lại đồ ăn, ăn tí cơm. Đó. Rồi mình sẽ nghỉ ngơi, và tối mình tiếp tục hành trình. Đó bạn, thì nói chung thì nó rất là mát luôn, lạnh luôn nha các bạn. Thì nó có cái trắng mung á, mình để cho nó mát và nó không có bị muỗi các bạn à. Một mình rất là thoải mái. Đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi rửa mặt, đi tắm rửa. Mình cũng đã đi kiếm một ít củi nè các bạn ơi. Hình như mình cảm rồi sao các bạn ơi. Tại trưa đi nắng quá, nắng lên mình rửa nước nhiều quá sao nó nhiễm nước sao. Cảm nắng gì thì mình cũng biết. Thấy nó hơi mệt mệt. Đây thì mình kiếm được ít củi nè.
Đó, thì bây giờ mình sẽ nhóm lửa luôn cho ở trên rừng keo các bạn. Cỡ giờ mới giờ khoảng cỡ 4:30 nhưng mà gió rất là mạnh, nói chung là lạnh lắm, cảm giác rất là lạnh luôn. Kiểu như ở trên đồi keo ấy thì nó trống ấy, gió nhiều lạnh lắm. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nhóm lửa cho tới đêm luôn. Đó. Rồi ok. À, bây giờ là mình sẽ nhóm lửa luôn nha. Nhóm lửa sẵn mình nấu nước để thông vào chai uống luôn. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị cho tối đêm nay các bạn ơi, chuẩn bị bóng đèn rồi. Chuẩn bị bóng đèn. Bóng đèn. Đây bóng đèn đây các bạn. Hết bên rồi sao vậy? Sao không sáng ta? Cắm sai các bạn ơi. Cắm lộn các bạn ơi. Đây. Ok các bạn, đây là sáng đen nè. Tưởng đâu cắm lộn chứ. À, rồi ok. Thì trong đây tối mình sẽ thả mấy cái này xuống, mình là tủ kín lại cho nó ấm các bạn à, cho không nó lạnh lắm. Kia là khung cảnh ở ngoài, đây là khung cảnh ở ngoài á, thì có một mình khá là buồn các bạn ơi. Giờ là 5:05 rồi các bạn ơi. Đây. Thì bây giờ cũng nghỉ ngơi thôi chứ không có làm gì nữa hết bạn ơi, tại vì sáng mình đi lên đây mình gùi đồ lên đây khá là mệt rồi, nói chung là cảm đông người rồi rất là mệt, giờ là mình nghỉ ngơi thôi. Thì bây giờ mình nghỉ ngơi, mình sẽ đóng cái lưới này lại. Đây, mình sẽ kéo cái lưới này lại để tránh muỗi các bạn. Nói chung gạo đồ ăn đồ thì mình sẽ đỡ ở phía trong này nha. Nói chung là khi mà trời mưa các bạn, mình sẽ kéo hết bạc lại, mình kéo hết lại là nó không có một chút. Nó không có một chút nước nào mà tạt vô nổi hết các bạn ơi. Tại vì cái dải này là dải chống thấm. Đó. Trong đây là cái gấu kimen, cái màng ở trong này, với lại cái này là để mình đem theo mình gấu tấu mình lấy ra mình đắp.
sáng ở trong cái lều là khá là sáng các bạn ơi. Nói chung thì mình sinh hoạt ở trong cái lều á thì mình sẽ thấy nói chung là như vậy. Còn nếu như mà tối mà cả nấu cháo rồi thì mình sẽ bắt cái bóng điện ra bên ngoài đó, kiểu vậy đó. Rồi thì cái gâu bẫy đây thì ban đêm thì nó hơi bắt ánh sáng không được tốt nha các bạn đó. Xíu nữa mình đi bắt quế thì mình sẽ đeo cái gâu bẫy đấy ở phía trước ngực á, thì nó có hơi mờ thì các bạn cũng thông cảm nha. Đấy. Đi một mình thì hơi buồn, nói chung thì không có đồng đội các bạn ơi. Có kiến mùn nọt này các bạn ơi, chỉ cần rớt dài hoặc đồ ăn xuống là có kiến mùn nọt nó bò ra đây luôn này. Đây kiến mùn nọt nó sẽ ở trên rừng đây, nó tí tí không các bạn ơi, mình không biết như nào nhưng mà đừng để nó cắn, kiến nhìn nhức lắm. Thì tối thì trời có tranh nè các bạn ơi, đó, trời có tranh này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi rồi xung quanh thử coi thử có con gì không nha các bạn. Thì bây giờ khá là sớm. Đây con cá phải không ta? Cá gì đây ta? Phải con cá không các bạn? Đây một con cua các bạn ơi. Rồi nó để nó ra tí nữa mình bắt các bạn. Đây một con cua nè, các bạn có thấy không ạ? Đây này cua nè, ở trong này con nữa các bạn. Thì mới giờ này thì bắt đầu cua đồ nó ra nó đi kiếm anh các bạn. Ok thì xíu nữa mình sẽ râm râm mình đi bắt vài con bắt quế nữa các bạn ơi. Đây một con vé. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ rình rình tới mình chụp nó luôn các bạn ơi. Thì các bạn thấy nó ngầu không ạ? Đây nè, ngay chỗ ánh đèn luôn nè. Ok, bây giờ là mình sẽ tiến hành mình chụp nó nha. Thì các bạn mình sẽ để đặt camera đây, các bạn dõi theo luôn nha. Uổng quá các bạn ơi, nó chạy mất rồi. Được, uổng dữ không? Thế là mất miếng màu rồi các bạn ơi. Thế là không bắt được nó các bạn ơi. Chụp một phát hụt rồi. Đây cái con cá gì nè các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy không? Cá nó nọc rồi sao mà sao con cá gì thấy lẹ vậy ta? Chút nữa mình bắt kia mình review cho bạn xem luôn nha. Ok, bây giờ là mình sẽ chờ nó tối một chút rồi mình sẽ đi râm nha các bạn. Chứ bây giờ là nó cũng chưa có ra. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vào lều nơi. Ok, bếp lửa hồng bùng cháy bên ta. Đuột, đây mình mở cái rọi phát nó rút sạch luôn các bạn ơi, kiến nó rút không còn con luôn này.
vào lều thôi. Kéo lại nào.